Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất là vui và hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Bây giờ là 8 giờ tối ngày 30 tháng 12 năm 2021, cũng là đêm 30 rồi quý vị. Chuẩn bị bước qua năm 2022 rồi. Cách một ngày nữa thôi là chúng ta đón chào năm mới rồi quý vị. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại chợ đêm của thành phố Đà Lạt. Quý vị có thể thấy là du khách cũng không có đông lắm, vẫn thong thả đi dạo chơi. Nhưng bước qua ngày mùng 1, tức là lễ Tết Tây đó, thì dự báo rằng Đà Lạt sẽ rất là đông. Chúng ta sẽ chìm trong biển người. Và theo dự đoán của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, thì trong dịp lễ Tết Tây này, Đà Lạt sẽ đón một lượng khách rất là lớn, tầm khoảng 65.000 lượt khách đó quý vị. Kính thưa quý vị, thì trong cái dịp lễ này, du khách sẽ đổ xô lên Đà Lạt rất là đông luôn. Trong cái tình hình dịch bệnh diễn ra khá là phức tạp, và nhất là cái biến thể Omicron đang có mặt tại Việt Nam rồi, thì hy vọng rằng trong cái dịp lễ này chúng ta sẽ vượt qua một cách an toàn. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra một cái công văn, đó là ngày 31 ấy, tháng 12 năm 2021, thì những cái dịch vụ như massage, karaoke, rạp chiếu phim, rồi hát cho nhau nghe sẽ được hoạt động trở lại và phục vụ tối đa 50% công suất được quý vị. Kính thưa quý vị, đây là cái khu vực Lang Farm ở ngay bên cạnh chợ đêm. Ở trong này người ta đã trang trí một cái cây nêu rồi, báo hiệu cái dịp Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam sắp đến gần rồi quý vị. Thì cây nêu này là biểu tượng văn hóa tâm linh, giao thoa giữa đất và trời của các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam. Thường thường thì cái cây nêu này người ta làm bằng tre, nhưng mà cũng có vài nơi người ta làm bằng gỗ và người ta làm giả tre đó quý vị. Thì cây này người ta làm bằng gỗ đó quý vị nè. Thì ngày xưa khi mà chúng ta đi đến những cái bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên cũng như là ở ngoài Bắc, thì chúng ta thường thường hay thấy ở trung tâm bản làng hay có những cái cây nêu như thế này. Nhưng mà sau này chúng ta cũng hiếm gặp rồi. Hầu như là những cái văn hóa truyền thống nó cũng dần dần mai một đi. Kính thưa quý vị, đây là cái không gian ở bên trong của Lang Farm. Nói đến Lang Farm thì có lẽ ai cũng biết rồi. Người ta trang trí khá là đơn giản thôi, nhưng mà thực sự ra rất là ấm cúng. Nhìn nó có một cái phong cách rất là riêng. Quý vị có thể thấy là những cái cánh hoa hồng màu xanh, màu trắng, đủ các loại màu, người ta đã ướp khô rồi quý vị. Ướp khô này thì có lẽ là để vĩnh viễn, rất là đẹp đó quý vị. Thank you.
Ở đây người ta có trồng ở trong chậu những cái cây bông hoa atiso. Đây là cái biểu tượng đặc sản của thành phố Đà Lạt. Kính thưa quý vị, dạo một vòng chợ đêm thì thấy Đà Lạt đêm nay cảm thấy nó rất là bình yên, cũng không có đông lắm mà cũng không có vắng lắm, không có buồn, cũng khá là vui, không có chen chúc xô bồ, nó cứ thong dong, ung dung tự tại như vậy đó quý vị. Kính thưa quý vị, đêm nay thì khí hậu Đà Lạt cũng khá là lạnh, nó tầm khoảng 16 độ C và trời cũng có mưa bay bay. Thì tầm khoảng khuya nay hoặc là sáng sớm mai thì Đà Lạt sẽ chìm trong sương mờ. Khi mà Đà Lạt có sương mờ thì phải nói là đúng chất Đà Lạt luôn, nó cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn rất là đẹp. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Hôm nay thì mình cũng đi vào chợ đêm để cập nhật một số hình ảnh gửi đến quý vị anh chị và các bạn cùng biết. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những cái clip tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Bye bye, xin chào tạm biệt.